cách xóa video không mất tiền. Mọi người xem nhé, cái kênh của gái hiện tại là có lượt thích là 579k. Gái bấm vào đây cho mọi người xem con số nha. Nó là 579014 nè, lượt thích nha. Rồi, bây giờ gái sẽ xóa một cái video. Ví dụ như gái xóa cái video này đi. Nó có 1082 lượt thích nè. Bây giờ gái bấm vào cái dấu 3 chấm này. Nếu như gái bấm vào cái sọt rác này thì nó sẽ mất cái lượt thích nha. Đấy. Vì vậy gái sẽ không bấm vào cái sọt rác đó, mà gái xóa video bằng cách là gái bấm vào cài đặt quyền riêng tư. Khi đó gái bấm vào chỗ mọi người này nè. Đó, gái bấm xuống đây là quyền riêng tư. Cài vào quyền riêng tư ha. Thì mọi người thấy cái video đó nó sẽ được cài là quyền riêng tư rồi ha, mọi người không hề thấy ở trên màn hình này nữa, không hề thấy. Và khi mình bấm vào cái chìa khóa này thì mình sẽ thấy cái video đó nó nằm ở trong cái quyền riêng tư này. Đấy. Thì cái lượt thích này đây, cái bấm lại cái lượt thích này thì mọi người thấy vẫn là 579014, không hề thay đổi ha. Nhưng mà cái video đó đã được cài vào quyền riêng tư, cho nên khi mọi người lướt qua TikTok, mọi người sẽ không thấy video đó nữa. Đấy. Bây giờ gái muốn mở nó lại thì gái sẽ bấm vào cái video đó trong quyền riêng tư và gái sẽ đặt cài đặt lại quyền riêng tư. Đấy. Gái bấm vào cái chỗ riêng tư đó và bấm vào công khai mọi người trên TikTok. Thế là xong. Thì mọi người thấy cái video đó nó hiện lên trở lại trên đây là dòng sản phẩm cao lá thuần mộc mà gái đang phân phối nè. Nó điều trị nứt gót chân, khô môi nha. Rồi chúng ta bị trầy xước, té ngã hoặc đứt tay thì nó rất là nhanh lành vết thương. Tiếp theo nữa nó điều trị phỏng rất là hiệu quả, không bị phồng và không bị rát. 280k mà xài cả năm đó cả nhà.